RTK Bonsai mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta trở lại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để ghé nhà của anh Đạt, giới thiệu với bà con một số cây kiểng bonsai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Đạt. Rồi chào anh Đạt ơi. Dạ chào anh Hiệp. Dạ chào các anh RTK và cũng kính chào các cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì em có về một số cây hành tẩm và một số cây phôi. Xin giới thiệu đến các cô chú anh chị, mong được sự ủng hộ của các cô chú anh chị. Em là Đạt ở Bình Minh, Vĩnh Long. Số điện thoại của em là 0939 499 139. Đây là cái phôi đầu tiên, là phôi hoa sữa. Đến hôm sổ rất là đẹp nghe các cô chú anh chị. Phôi số 1 à, cây ra rất khỏe nghe. Cây này hiện bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị nha. Chỉ cái khôi này là không bao ship chậu thôi, bao ship cây không bao chậu. Chậu tay chậu nặng quá. Đây phôi số 1 hoa sữa, hoa rất là thơm nghe các cô chú anh chị, thơm như nguyệt quế với nguyệt quế lại rồi đó, nó có mùi thơm đó. Rồi đó thông số luôn đi Đạt ơi. Rồi cái này là cái nhánh lại nghe, nhánh lại của anh ta nó dính vô đó chứ không phải là hoa sữa. Đo cao giùm anh trước đi, đo cao giùm anh trước đi. Đo cao ha. Ừ. Cao cái này là 1 mét. Và ngay vị trí này là 45. Rồi cái đấy này nó nôm sổ là 40. Em đang vô chỗ này là chỗ 6 á. Đây, hoành tổng 140, tổng đế 140. Cái phôi hoa sữa này em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 4,5 triệu à, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Giá không không bao ship chậu nha các cô chú anh chị, bao ship cây thôi. 4,5 triệu. Phôi số 1. Rồi, xuống anh ơi. Rồi, tới cây số 2 là cây nào? Ăn nha. Ê. Rồi. Rồi. Phôi số 2 là cây bông trang. Bông trang đỏ lá chung, đỏ này đổi màu nghe các chú anh chị. Cây rất già xù nghe các cô chú anh chị. Xù đế luôn à. Rồi đó chiều cao trước luôn. Cao cái này là 1,5 mét đi. Hết tay em rồi. Rồi 1,5 mét. Hoành thân của cây, hoành thân cụ đế chứ 29. Hoành thân lớn là 17. Cái nhỏ là 13. Rồi xoay luôn. Rồi. Cây chân đỏ lá chung này thì em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 4 triệu à. Mã số 2 4 triệu. Cây rất già nghe các cô chú anh chị. Đây cây lên nè. À. Già cây lắm rồi. Rồi tiếp tục phôi số 3 cũng là phôi chân đỏ lá chung luôn mà ghép chân vàng lá chung, cụ đế rất là dữ nha. Phôi số 3 à, này là em áp nhánh vàng vô nha, chân đỏ lá chung mình áp nhánh vàng lá chung vô cho chừng nữa mình chơi hai màu luôn, khi nào xong rồi đó mình cắt cái này bỏ, cắt cái vị trí này cho nó dính vô đây rồi. Đây. Rồi em xin thông số. Cái này là 14 hoành. Nguyên cái bể đế đặt này là nguyên bể đế đặt luôn. Là 100. Đặt khệt nha các cô chú anh chị. Nguyên cụ. Ủa đặt khệt nguyên cụm luôn nha các cô chú anh chị.
Rồi phone số 3 nè, phone số 3 này em giao lưu với các cô chú anh chị nha, giá là 4,5 triệu nha. Bữa nay em lên cây lớn lớn, lớn tiền để ủng hộ, để phục vụ các cô chú anh chị. Đỏ lá chung, ghép vàng lá chung. Phone số 3, 4,5 triệu. Rồi. Cây số 4. Số 4 là cây trà Phúc Kiến, thường gọi là cây mùm sụm á. Chân cành nghiêng cổ nha. Rồi, đó chiều cao luôn đi Đạt ơi. Chắc hết thước luôn. 1,5 m à. Hoành thân cây là 24 24. Rồi. Rồi. Phôi số 4 này thì em giao lưu với giá là 3 triệu ạ. Cây hành tẩm số 4 này em giao lưu với giá 3 triệu. Rồi. Rồi tiếp tục là cây số 5. Cây số 5 là một cây bằng lăng lũa. Bằng lăng lũa. Cây có chân cành hành tẩm, chơi rất là đẹp nha các chú anh chị. Đó, đây là thịt, phần thịt này là ok nha, không bị lỗi, không bị gì nha. Đây như là còn trở lại là chỉ là lớp da thôi. Đó. Lớp da ngoài thôi, mình chơi lũa rất này rất là đẹp. Chân cành có sẵn tàn, mình chơi sẵn hết. Này về mình vô hòn Đông Bộ hoặc vô cái đầu gì cũng đẹp hết, cây rất là đẹp. Rồi cho thông số luôn đây. Dạ rồi. Giờ đo lại cái hoành tổng luôn, như giờ nó bể nửa bên này. Hoành tổng ngay trong vị trí này là 136. Chiều cao là 1,3 m. Tán ngang của cây là 1,2 m. Đây những cái chân cành lớn nha. Chân cành này cũng 10, 12 thôi. Rất ngọn rất đẹp, đánh gần gớt đây nè. Đó, gần gớt là thủ cái tàn nè, giòn rất đẹp, ấm tàn. Đây bây giờ em ghép để làm dọn trong vị trí này sạch sạch, mình để ông Phật hay ông gì vô đây, mình hay ông cọp gì mình để vô đó cho nó đẹp. Rồi phôi số 5 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 18 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939 499 139. Em là Đạt, Bình Minh, Vĩnh Long. Hàng này là hàng sưu tầm nha các cô chú anh chị. Rồi tục là phôi số 6. Cây số 6 là cây đầu tiên. Có dáng lắc lượng rất là đẹp. Đây là mặt tiền bên ngoài. Nè. Tàn đế có tàn có sẵn ngay các chú anh chị. Đây là về mình chỉ chơi thôi, để đồi hoặc để vô cái hòn Đông Bộ gì là cũng đẹp hết. Đế là đều đẹp, muốn mặt. Rồi, đo thân số cho anh. Đầu tiên. Rồi. Đây đầu tiên em đo cái chiều cao của cây là 1,4 m. Tán ngang là 1,3 m. Rồi hoành thân của cây, bây giờ nó hoành thân lớn đi. Hoành thân lớn đây là 105. Hoành thân nhỏ ngay trong vị trí này là 54. Rồi cây đầu tiên hình thẩm này thì em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 20 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị.
Đây, em chơi bữa nay em phục vụ các cô chú anh chị những cây lớn lớn tiền chút. Rất mong các cô chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi, xong tới cái này. Rồi. Thôi tiếp tục là phô mai vàng phô số 7. Phô mai vàng. Cây ra tượng rất khỏe nha các cô chú anh chị. Đó, mai vàng 5 mai vàng 6 7 cánh mình đó nha. Vàng này là lai thôi chứ không có gặt là dảo. Ế nôm sổ đều bốn mặt nha. Đó, đá rất là đều, rất là lớn, cộng đế nè. To to không nghe các chú anh chị. To đều. Nôm. Rồi. Thông số của cây. Ngay vị trí này là 44. Đây. Cách cầu đế gần tắt 44. Cái chân cầu đế này là độ đế là 63. Chiều cao của cây là 1m, 1m rưỡi. Tán ngang là 1m. Đế này đế nôm đều là 30 nha các cô chú anh chị. Hoành đế cây này là đế nở và hoành đế là khoảng 190. Thì cái cây phôi ba vàng này bán thành phẩm này thì em xin giao lưu cái với các cô chú anh chị với giá là 35 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị ạ. Số điện thoại của em là 0939 499 139 em mà Đạt Bình Minh Vĩnh Long ạ. Rồi. Rồi tiếp tục là cây một cây mai vàng thành phẩm. Cây số 8. Cây này thì nằm trong đây hơi sâu một chút. À. Mai vàng thành phẩm. Đế khá đều nghe các chú anh chị. Đây là thân nó có bể xù nữa. Nó xù lem cái chân thân này. Đây. Nó dấu hiệu xù. Cây này hơi lớn quá nên quay tại chỗ. Đấy khá đều. Rồi. Rồi em xin đo thông số của cây ạ. Cây này ngay chân vị trí này là 46 ạ. Nguyên cái bệ đế của cây này là bệ đế đặt đế luôn nha, 190. Chiều cao sổ là 35. Tán ngang cây này là 2m. Cao 2m luôn ạ. Rồi cái mai vàng thành phẩm này thì em xin giao lưu với các cô chú anh chị với giá là 27 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939 499 139. Em là Đạt ở Bình Minh Vĩnh Long. Thì cũng có clip rồi. Em xin kính chúc các cô chú anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ. Cảm ơn LTK và cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn.